Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 39, AMM39 và các hội nghị liên quan với chủ đề Chúng ta quan tâm, chúng ta sẵn sàng, chúng ta thịnh vượng được diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 9 năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã tuyên bố chuyển giao vai trò chủ tịch AMM 2021 cho Bộ trưởng Năng lượng Brunei. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ của các quốc gia thành viên ASEAN đã giúp Việt Nam hoàn thành tốt vai trò chủ tịch AMM năm 2020. Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng Brunei sẽ thành công trong nhiệm kỳ chủ tịch AMM năm 2021. Tại hội nghị IMM39, các bộ trưởng đã ghi nhận các kết quả đạt được khi thực hiện kế hoạch hành động năng lượng ASEAN 2016-2025 giai đoạn 1 2016-2020. Cụ thể, năm 2019, ASEAN giảm được 21,8% cường độ năng lượng và đạt 13,5% năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp. Kết quả này giúp ASEAN có được 4,95 trên 5 điểm tổng thể đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch giai đoạn 1 và tạo tiền đề tốt để hướng tới các mục tiêu năng lượng đề ra cho giai đoạn 2, 2021-2025 là đến năm 2025, tỷ lệ năng lượng tái tạo đạt 23% trong tổng cung năng lượng sơ cấp và giảm 32% cường độ năng lượng trong dịp này các bộ trưởng năng lượng ASEAN ra tuyên bố chung Baraserei Begawan về an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng khẳng định ý chí của các quốc gia thành viên trong việc cùng nhau theo đuổi mục tiêu an ninh và chuyển dịch năng lượng khu vực đồng thời đưa ra các giải pháp về tài chính thu hút đầu tư các hỗ trợ kỹ thuật để phát triển nền kinh tế ít e carbon trong cộng đồng ASEAN trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra các sự kiện bao gồm đối thoại thường niên IEA IRNA hội nghị năng lượng các bộ trưởng với các nước cộng ba Trung Quốc Hàn Quốc, Nhật Bản, hội nghị năng lượng cấp bộ trưởng với các nước Đông Á. Cũng nhân dịp này, kỷ niệm 10 năm ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác năng lượng giữa ASEAN, IEA, các bộ trưởng và giám đốc điều hành IEA đã ra tuyên bố chung, trong đó IEA khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ ASEAN thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong kế hoạch hành động năng lượng ASEAN giai đoạn 2 2021-2025 và phù hợp với xu hướng phát triển năng lượng của thế giới.